bà con cũng đã biết, côn trùng có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho cây trồng. Nếu như bà con không có biện pháp kiểm soát thích hợp thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường, khó lòng mà khắc phục. Tiêu diệt chúng ngay bằng sản phẩm Cherry 70WZ, có cơ chế tác động tiên tiến nhất hiện nay là tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn cực kỳ mạnh, với cơ chế ba khóa là khóa miệng, khóa chân, khóa sinh sản, làm côn trùng ngừng chích thuốc và mất khả năng sinh sản sau 1 giờ phun thuốc, chết trong vòng 24 giờ. Thuốc có tác dụng nhanh, hiệu lực kéo dài. Thuốc được đăng ký trừ rầy lâu trên lúa, đặc trị côn trùng chích hút như là rệp sáp, bọ trĩ hay rầy xanh hại cây trồng. Liều lượng là 250g cho 1 hecta, lượng nước phun là 400-500 lít cho 1 hecta, có thể pha một gói 60g cho 100-200 lít nước. Thời gian cách ly là 10 ngày. Bà còn muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website chisuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa nhé.